mặc cho gia chủ ngủ ngay cửa, trộm vào lục tung nhà trong một tiếng đồng hồ. Nam thanh niên đột nhập vào căn nhà ở đường Tân Hiệp 18, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, lục trộm tài sản trong hơn một tiếng đồng hồ. Ngày 11 tháng 10, công an xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ theo trình báo về vụ trộm đột nhập, lấy đi nhiều tài sản tại căn nhà, đồng thời là trụ sở công ty trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 42 phút sáng ngày 10 tháng 10, vợ chồng anh T đang nằm ngủ ở căn nhà, đồng thời là trụ sở công ty trên đường Tân Hiệp 18 thì nghe tiếng động lạ. Người vợ tỉnh dậy phát hiện có trộm đột nhập nên hô hoán chồng. Anh P kể, tôi tỉnh dậy lao ra cửa nhưng tên trộm đã nhanh hơn tôi một bước, anh P nói. Theo miêu tả, tên trộm là thanh niên giọng cao, mặc quần ngắn, bịt mặt. Chỉ vài bước là người này đã leo vượt qua cổng sắt cao hơn 2,5 mét, nhảy xuống đường, tẩu thoát. Anh P cho biết thêm, chủ nhà đuổi theo nhưng không kịp. Tên trộm được cho là có đồng bọn đợi sẵn, cả hai mau chóng tẩu thoát vào đêm đen. Theo hình ảnh từ các camera an ninh, hai thanh niên lạ mặt đã rình rập từ trước. Anh P nghi ngờ trộm đã leo vào nhà thông qua tường gạch kế bên vì ở kế có đống vật liệu xây dựng, nền đất khu vực còn có những dấu chân do kẻ gian để lại. Đáng nói, trước khi đột nhập tên trộm đã dùng khẩu trang che camera an ninh. Tiếp đó, khi vào nhà tên trộm tiếp tục phát hiện hai vợ chồng cùng con trai anh P ngủ kế cửa chính nhưng vẫn thản nhiên nhòm ngó rồi lục lọi tài sản từ tầng trệt lên lầu trong hơn 1 giờ đồng hồ. Ngay trong đêm, nạn nhân liên hệ với công an để trình báo. Theo đó, tài sản bị mất gồm trang sức, tiền mặt và ngoại tệ ước tính vài chục triệu đồng. Đến sáng hôm sau, anh P phát hiện một chiếc xe đạp và đôi dép nghi kẻ gian để lại ở gần đó nên báo công an thu giữ, xác minh. Theo công an xã Tân Hiệp, hiện thời điểm sau giãn cách, người dân cần đặc biệt chú ý giữ gìn, bảo vệ tài sản vì trộm cắp manh động. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng thường xuyên tuần tra, tuyên truyền để đảm bảo an ninh trật tự. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.